Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Ngày 19 tháng 8, hãng tin TASS trích dẫn một sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ hỗ trợ bất kỳ người nước ngoài nào muốn thoát khỏi phương Tây. Theo sắc lệnh, các công dân nước ngoài như vậy sẽ có quyền nộp đơn xin cư trú tạm thời ở Nga ngoài hạn ngạch đã được chính phủ nước này phê duyệt và không cần cung cấp tài liệu xác nhận kiến thức của họ về ngôn ngữ, lịch sử và luật cơ bản của Nga. Những người muốn cư trú tạm thời ở Nga có thể nộp đơn xin thị thực qua một quy trình đơn giản và nhanh chóng. Nga sẽ bắt đầu cấp thị thực 3 tháng cho những người nộp đơn, sớm nhất là vào tháng tới. Công dân nước ngoài có thể xin cư trú ở Nga dựa trên việc từ chối lý tưởng tân tự do phá hoại của quốc gia quê hương họ, vốn khác với các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Nga. Nga dự kiến sẽ đưa ra danh sách các quốc gia áp đặt thái độ không lành mạnh đối với công dân của họ. Tờ Business Insider đưa tin cho biết, một số nhân vật cực hữu và những người theo thuyết âm mưu đã ăn mừng tin tức về chính sách mới này và ca ngợi xã hội Nga. Tờ báo cho hay, việc ca ngợi nước Nga là một hiện tượng phổ biến cho một số nhân vật nổi bật bên cánh hữu, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người thường nói tích cực về ông Putin. Những người khác cũng lặp lại quan điểm của Nga, trong khi một số khác lại ca ngợi các yếu tố của xã hội Nga, chẳng hạn như cựu nhà báo Tucker Carlson của Fox News. Hồi tháng 2 năm nay, sau khi phỏng vấn Tổng thống Putin về cuộc xung đột Ukraine, nhà báo Carlson tiếp tục ca ngợi các khía cạnh của xã hội Nga, gọi điều gây sốc và đáng lo ngại là Moscow tốt hơn nhiều so với bất kỳ thành phố nào ở Mỹ. Những người có ảnh hưởng khác cũng đã thể hiện mức độ ngưỡng mộ khác nhau đối với xã hội Nga khi các phương tiện truyền thông nhà nước Nga tích cực quảng bá các giá trị truyền thống phổ biến của nước này. Theo tờ Business Insider, các chính sách thị thực mới của Nga tập trung vào việc biến đất nước thành một nơi trú ẩn an toàn dường như bắt nguồn từ những suy nghĩ nói trên. Cũng trong tháng 2 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ ý tưởng của sinh viên Italia Irene Caccini rằng Nga nên nới lỏng các quy tắc nhập cảnh cho những người chia sẻ các giá trị văn hóa và gia đình truyền thống. Ông Putin đồng ý rằng mỗi trường hợp đòi hỏi một cách tiếp cận riêng. Ngày 20 tháng 8, quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine và các khu định cư ở tỉnh Kursk và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là trung tâm hậu cần chiến lược New York ở miền đông Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các lực lượng mà Moscow gọi là nhóm phá hoại đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Nga cũng đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở phía biên giới Ukraine. Cùng ngày, tờ báo China.ua dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine AFU đăng tải, quân đội Nga đã thực hiện 87 cuộc tấn công với hướng giao tranh chính là Pokrovsk. Bộ Tổng tham mưu AFU thông báo, số lượng các cuộc đụng độ lớn nhất là theo hướng Pokrovsk, vì vậy kể từ đầu ngày, quân đội Nga đã thực hiện 34 nỗ lực nhằm đánh bật quân phòng thủ của chúng ta khỏi vị trí ở các khu vực Vodvizhenka, Mikhailovka, Kalinovka, Novogrodovka, Grodovka, Nikolaevka, Vertige, Skokny. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã bẻ gãy các cuộc tấn công dữ dội của đối phương và nhiều cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Cụ thể, theo hướng Torres, phía Nga tổ chức 14 đợt tấn công nhằm vào các khu định cư New York, Nelipovka, Torres và Saline. Bộ Tổng tham mưu AFU lưu ý rằng quân phòng thủ đang đáp trả xứng đáng với đối phương. Cùng với hoạt động trên bộ, không quân Nga cũng tấn công làng Druba bằng rocket và tấn công các khu định cư Torres và Nelipovka bằng 11 bom lượn KAB. Theo hướng Kurakovsky, lính Moscow đã tấn công các đơn vị của AFU 7 lần và cố gắng tiến tới gần Konstantinovka, Krasnogorovka và Kalovka. Theo hướng Fremovsky, các hoạt động tấn công của quân đội Nga đều thất bại. Theo hướng Orekhovsky, Novoykovlevka và Novopavlovka bị trúng bom KAB, còn Novoandreevka và Lobkovo bị tấn công bằng rocket. Các nỗ lực tấn công của Nga nhằm về khu định cư Novodanilovka đều không thành công. Theo hướng Kharkov, phía Nga đã 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực Vovchan và Lipsy. Hiện tại, hai trận chiến vẫn đang diễn ra ở Vovchan. Về phía Ukraine, quân đội nước này ghi nhận 6 cuộc tấn công từ phía Nga và các vị trí phòng thủ theo hướng Kupian. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần Petropavlovka và theo hướng Lozova và Novoosinovo. Trên hướng Liman, các đơn vị Nga với sự hỗ trợ của không quân không ngừng tấn công vào các khu vực Makeyevka, Novosadovoy, Grekovka và Dnipropa. Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát của AFU.
giao tranh cũng tiếp tục diễn ra theo hướng Severs. Moscow đang tấn công gần Vernekamenskoye, VMK và Perevni. Binh sĩ Nga đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự 4 lần và đánh bom các khu định cư Serebryanka và Vernekamenskoye. Theo hướng Kramatorsk, phía Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công gần Ivanovsky và Kaletchevka. Đối phương cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Grigorievka và Chasovya. Theo hướng Dnipro, quân trú phòng Ukraine đã đẩy lui 2 đợt tấn công. Khu vực biên giới vùng Sumy cũng tiếp tục hứng chịu đợt pháo kích từ phía Nga nhằm vào các khu định cư Pachev, Mikhailovskoye, Ryaznoye, Pokrovka và Slavgorod. Cũng trong ngày 20 tháng 8, báo Kiev Independent của Ukraine đăng tải, các đơn vị phòng thủ tại khu vực Kharkov thông báo phía Nga đã tăng cường hoạt động trinh sát đường không và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công mới với tâm điểm là thị trấn Vovchan. Vovchan là một thị trấn nằm cách Kharkov khoảng 60 km về phía đông bắc, nơi đã chứng kiến những trận chiến ác liệt kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công trong tháng 5 năm 2024. AFU thông báo, tại Vovchan, đối phương đã tăng cường hoạt động trinh sát trên không và đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công. Cụ thể, quân đội Nga cũng tăng cường hoạt động trinh sát trên không tại Khlibokye, một ngôi làng cách Vovchan khoảng 3 km, 22 dặm về phía Tây và đang tái triển khai các đơn vị của Trung đoàn Xe tăng số 11 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 18. Theo báo cáo, phía Nga đang thành lập các nhóm tấn công từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 7 thuộc Quân đoàn 11 gần Lipsy để tăng cường lực lượng. Mặc dù ban đầu giành được lợi thế vào tháng 5 năm nay, cuộc tấn công của Nga ở phía bắc Kharkov nhanh chóng sa lầy với những tổn thất nặng nề. Cường độ giao tranh cho khu vực đã giảm bớt so với các mặt trận khác. Một số nhà quan sát tin rằng cuộc tấn công vào Kharkov của Nga là nhằm kéo căng lực lượng Ukraine khi Moscow tăng cường tấn công vào vùng Donetsk, tập trung vào các thị trấn như Pokrov, Torezh và Chasovya. Khi được hỏi liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quan tâm đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga hay không, Cố vấn chiến dịch cấp cao Brian Huguette cho rằng ông Trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh. Ông ấy thường xuyên nói về một trong những điều quan trọng nhất để tạo nên một quốc gia hùng mạnh hơn là xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đã được đề cập trong nhiều thập kỷ. Ông Huguette nói, khi đạt được vị thế mạnh mẽ hơn trên thế giới, có thể bắt đầu đánh giá mức độ vũ khí, mức độ vũ trang chúng ta nhắc đến. Tuy nhiên, không thể bắt đầu cuộc thảo luận đó trong thời điểm hiện tại khi Mỹ đang ở một vị thế yếu như vậy. Vì vậy, điều đầu tiên phải xảy ra trong lĩnh vực địa chính trị là sức mạnh của Mỹ một lần nữa được công nhận. Khi được hỏi, ông Trump chỉ có hứng thú ký kết các thỏa thuận kiểm soát vũ khí tiềm năng với Nga hay muốn đưa Trung Quốc vào cuộc, ông Huguette trả lời, chúng tôi sẽ không đàm phán các hiệp ước đó ở hiện tại, như tôi đã nói. Trước khi có thể đạt được vị thế để có những cuộc thảo luận như vậy, nước Mỹ một lần nữa phải được tôn trọng trên trường quốc tế và điều đó sẽ không xảy ra dưới thời ông Biden, bà Harris. Trước đó ngày 8 tháng 6, hãng thông tấn AIA của Nga dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này vẫn luôn đề ngỏ cơ chế đối thoại với các cường quốc hạt nhân. Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga không bao giờ đóng sập cơ chế đối thoại ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Trump sẽ vận động tranh cử tại một số bang chủ chốt trong tuần này khi ông đang tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động tranh cử để phù hợp hơn trước đối thủ là đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Đây là tuần vận động tranh cử bận rộn nhất của ông Trump kể từ mùa đông khi ông phải đối mặt với những đối thủ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa liên quan đến cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Dự kiến, ông Trump có một lịch trình dày đặc bao gồm các sự kiện hàng ngày tại các bang chiến địa liên quan đến các chủ đề mà Đảng Cộng Hòa cho rằng sẽ giúp họ nắm lợi thế. Trong khi đó, tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra vào ngày 20 tháng 8, Tổng thống Joe Biden đã củng cố sự đề cử của Đảng Dân Chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris khi chính thức trao ngọn đuốc cho cấp phó của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của bà đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ, thu hút đông đảo người ủng hộ trong các cuộc vận động tranh cử. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà Harris đã đạt được những bước tiến lớn ở các bang chiến địa quan trọng. Một số cuộc thăm dò cho thấy bà Harris thể hiện tốt hơn Tổng thống Joe Biden ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Mặc dù hầu hết vẫn cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump không chênh lệch nhiều.